Sáng 30 tháng 4, các quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã đồng loạt ra quân kiểm tra, nhắc nhở và tuyên truyền người dân đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng. Những trường hợp nào chống đối, không chấp hành, vi phạm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sẽ bị xử phạt. Tại địa bàn quận Ninh Kiều, thuộc trung tâm thành phố, trong sáng nay có 4 chốt kiểm tra ở đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn trước trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, ngã tư Nguyễn Văn Linh và 30 tháng 4, ngã tư Mậu Thân và 3 tháng 2, ngã tư 30 tháng 4 và Trần Văn Hoài. Lực lượng chức năng kiểm tra với sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể trên địa bàn phường như công an, quân sự, y tế, tổ dân phố, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ. Những trường hợp không đeo khẩu trang khi lưu thông sẽ bị yêu cầu dừng lại kiểm tra nhắc nhở. Hôm nay là Ban chỉ đạo phòng chống COVID của quận Ninh Kiều đã chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng chống COVID của có 11 phường đã tổ chức ra quân đồng loạt để kiểm tra việc thực hiện 5K theo thông tư, theo quy định của Bộ Y tế. Thì thực tế mà nói thì đối với Ban chỉ đạo phòng chống COVID của quận Ninh Kiều đã triển khai từ ngày hôm qua rồi, là tất cả các cái ban chỉ đạo của phường á, là đã thành lập, mỗi một phường thì thành lập từ 2 đến 3 tổ đi kiểm tra giám sát cái việc đeo khẩu trang ở các chợ, những cái trung tâm đông người, những cái chợ đầu mối ở trên địa bàn của quận. Qua kiểm tra thì tỷ lệ người dân vẫn có ý thức đeo khẩu trang trong quá trình lưu thông trên địa bàn. Tuy nhiên thì tỷ lệ mà đeo không đeo khẩu trang vẫn còn khoảng từ 4 đến 5% là người dân là không mang khẩu trang khi thực hiện đi lưu thông trên địa bàn. Khi mà lực lượng của ngành y tế đã kiểm tra nhắc nhở thì họ đã mang khẩu trang đầy đủ. Dịp này, Thanh tra Sở Y tế, lãnh đạo Trung tâm Y tế cùng phối hợp với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các phường tham gia kiểm tra, giám sát các điểm chốt, chỉ đạo tăng cường nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, nhất là việc đeo khẩu trang khi đến nơi đông người. Theo Sở Y tế, việc kiểm tra sẽ thực hiện xuyên suốt trong 3 đến 4 ngày dịp lễ. Sở Y tế cũng đã có công văn chỉ đạo cho các quận huyện cùng đồng loạt ra quân. Đối với các bệnh viện thì chỉ đạo cho giám đốc các bệnh viện thì thực hiện kiểm tra người bệnh, người nhà bệnh nhân, thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang trong các sở y tế. Còn ở ngoài nơi công cộng thì lực lượng chủ yếu là Trung tâm Y tế Dự phòng phối hợp với công an quận huyện, xã phường ra quân để nhắc nhở những người mà những người mà đi chợ hoặc tham gia giao thông ở nơi công cộng, tuyên truyền nhắc nhở, còn xử phạt là nếu mà có những cái đối tượng chống đối thì mình mới xử phạt, còn đa số thì người ta hợp tác thì mình nhắc nhở tuyên truyền là chính. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch, bảo vệ sự an toàn và sức khỏe của người dân, ngành y tế khuyến cáo mọi người hãy thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế. Đặc biệt cần đeo khẩu trang khi ra ngoài, tại các địa điểm công cộng, trên các phương tiện giao thông, hạn chế sự kiện tập trung đông người, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn.